Trên màn hình là tên nghịch tử Đặng Hoàng Nam, 41 tuổi, ngụ ấp Sóc Vinh, xã Phương Thạnh, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh, vừa sát hại chính mẹ ruột của mình chỉ vì bà nhắc nhở, khuyên rằng hắn nên bớt ăn nhậu, thưa quý vị. Tại cơ quan công an, đối tượng khai vào khoảng 20 giờ ngày 9 tháng 9, khi đang nhậu một mình tại nhà thì mẹ ruột là bà Đoàn Thị Thao, 79 tuổi, ngụ cùng địa phương đến nhắc nhở. Đến khoảng 23 giờ 45 phút cùng ngày, Nam đến nhà mẹ ruột để thăm hỏi và nói chuyện, thì bà Thao lại nhắc nhở và bỏ đi ra ngoài sân. Lúc này Nam đi theo phía sau dùng dao cắt vào cổ nạn nhân, rồi bỏ dao tại hiện trường đi về nhà. Bà Thao được người dân đưa đi cấp cứu nhưng vết thương nặng và đã tử vong sau đó. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đang tiếp tục điều tra xử lý vụ việc này.